giá chi tiết các mẫu tép chống cháy 100%, có đủ các cỡ, mời anh em xem chi tiết. Cặp 1.500.000 củ 450 cao cấp China, đôi này nặng 7 kg một đôi. Một đôi thì sẽ có một cái gắn chế độ siêu tép và một cái không. Đây, cái này gắn nhá, gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép. Nhưng mà gạt lên phải âm ly chuẩn nhá, vang chuẩn thì mới tép nó mới kêu, nếu không là nó không không ra nổi. Thì đây là cái hệ siêu tép. Nếu vang bình thường hoặc là âm ly bình thường thì chúng ta gạt xuống để chạy chế độ tép thông thường. Đây là 1.500.000. Và đây là cặp 1.200.000 này. 1.200.000 với 1.500.000 thì nó đều là 450, nhưng qua cái từ của cái 1.200.000 nó hẹp hơn, nó nhỏ hơn. Đấy. Cái từ 1.500.000 nó dài hơn. Đấy, 1.200.000 này. Giá bao ship nhá. Đây là cặp 1.500.000. Đây là cặp 1 triệu. 1 triệu đây. Đây. Củ 350 cùn 3,5. Một đôi thì cũng có một cái gắn chế độ siêu tép và một cái không. Ship hàng toàn quốc và bảo hành 1 năm. 1.200.000 đây. Đây đây cặp 600. 600, 500 cũng có đủ. Anh em liên hệ ở Facebook Loa Tép Thông Minh, YouTube Điện Tử Phương Lưu. Ship hàng toàn quốc. Hàng này được bảo hành 1 năm. Loa tép này nó không quan trọng với công suất. Đôi 1.500.000 đây cũng có thể chạy cho âm ly 2 sò đến đẩy 40 sò. Ok. Bắt 20, 25, 30 đều dùng chung. Vì cái tép này là loa tép rời, nó không khác gì tép thông loa, chẳng qua nó để rời ở ngoài nên nó gọi là loa tép rời. Nó không ảnh hưởng gì đến âm ly, không ảnh hưởng gì đến loa, không ảnh hưởng gì đến đẩy. Chúng ta có thể câu 2 đến 3 đôi trên cùng một dàn cũng được, không sao cả. Loa tép hay cháy là quá khứ rồi nha. Anh em muốn hay muốn nét cho bộ dàn thì liên hệ với chúng tôi. Ship hàng toàn quốc và bảo hành 1 năm. Cả 1 triệu. Số điện thoại 0973 533 269. Gặp lại, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.